Đức Vương. Thì bạn này đã đổ qua nhà mình một lần rồi, và sau khi mà bạn ấy về nhà, bạn ấy để xe ở trong trong nhà một tuần không đi, đã chuột cắn nát cái dàn dây điện, thế là bạn lại phải gửi từ trên Bắc Giang xuống dưới mình để làm lại, đấu lại toàn bộ cái dây điện bị chuột cắn và điện công, và lên tiếp đồ lần hai. Hôm nay mình sẽ review tổng thể con Yamaha R15V3 của Đức Vương độ nhá. Ok anh em, bây giờ chúng ta hãy xem khi mà tối lên đèn. Ok anh em. Đầu xe thì những cái đồ độ rất đơn giản, chủ xe đã lên cái bài độ là đơn giản gọn nhẹ nhất. Đấy là gì? Đấy là ốp đầu R6, ốp đầu R6 đấy, ốp đầu R6 cộng với thêm là gì? Cộng với thêm là một cái bộ ốp, ốp cằm để lắp hai quả đèn bi cầu đấy. Mình tắt chìa khóa đi cho anh em. Ốp cằm lắp hai quả bi cầu chữa sáng. Con chữa sáng này thì các bạn biết rồi đấy, thì là ánh sáng bình thường là ánh sáng trắng, pha lên là nó ra ánh sáng vàng đấy, rất là sáng. Và cái độ sáng thì các bạn nhìn thấy khi mình phát sinh thì chủ xe có lắp thêm cái chống đổ, chống đổ xuyên khung, lắp thêm chống đổ xuyên khung và lắp hai quả đèn led tun, lắp hai quả đèn led tun đấy. Quay trở lại với đầu xe thì ngoài cái ốp đầu R6 ra, chủ xe có lắp cái kính chắn gió Pucci từ khá lâu rồi, rất là lâu rồi, cộng với thêm là mấy con ốc titan, mấy ốc titan và cái ốp bịt chân gương. Thì các bạn thấy đây là của CNC Trung Quốc, Shock Power, hàng Shock Power CNC Trung Quốc. Và cái đầu xe thì khi mà đã lắp cái gương đây rồi thì bỏ cái bịt chân gương rồi, chủ xe lắp cái đôi gương phù của hàng X1R, hàng chính hãng X1R đấy, đôi gương phù hàng chính hãng của X1R, và kèm theo đấy là đôi tay phanh tay côn Speedy. Thì như mình đánh giá và rất là nhiều người người ta sử dụng đã đánh giá rồi, con Speedy này là một trong những con ngon nhất trong tầm giá dưới 1 triệu đấy. Đoạn rất là dài nhá, cái đoạn dài vì là cái đoạn dài nên là bóp phanh bóp côn nó rất là nhẹ, bóp phanh bóp côn rất là nhẹ, cộng với là cái chống gãy của nó khi mà ngã xuống nó chống gãy. Cái điểm duy nhất là mình luôn nhắc anh em là khi mà lên bộ những cái bộ tay phanh tay côn đồ chơi tăng chỉnh 6 số này, hãng nào cũng thế, anh em mình đẩy cho mình cái tầm tay ra để chỉnh số lên cho đỡ bị xước mòn ở trong này. Đấy, đấy là cái điểm mà anh em khi mà lên tay phanh tay côn đồ chơi. Còn cái độ chỉnh 6 số thì là đoạn tay của mỗi người dài ngắn khác nhau. Như là tay mình đoạn rất ngắn nên mình chỉ đi được số 1, số 2, số 3 thôi, mình không đi được số to. Nếu mà đi số quá to thì cái tầm tay nó vươn ra này, các bạn nhìn thấy mình bóp này rất là vừa đúng không? Mình bóp này rất là vừa, nhưng mà khi mình đưa lên cái số 6 à, nó bị cao. Đấy, nó bị với cái tầm tay chạy nó rất là khó chịu. Mình ấy, nếu mà mình tay mình ngắn này mình chỉ đi số 2, số 3 thôi. Bên tay côn này cũng vậy, bên tay côn này của Speedy cũng thế, cũng là một cái đoạn dài, đoạn rất là dài nên bóp rất là nhẹ, và mình vẫn như cũ, mình chỉ đi được số 4 quay đầu, không đi được hơn. Vì tại sao? Vì cái tay của mình nó rất là ngắn, cái đoạn tay của mình rất là ngắn. Cái đầu xe thì đây, camera đi vào cái đầu xe, vì cái đầu xe thì chủ xe không đầu tư quá nhiều. Đấy. Và đây là cái ốp chân kính này. À, cái này là cái kẹp điện thoại này. Đấy, kẹp điện thoại. Nhưng mà hiện tại thì con béo mô tô có phân phối thêm cái loại điện thoại mới bằng, tất cả cái chất liệu này của nó là đang là bằng nhôm CNC, thì con béo mô tô có nhập loại cao cấp hơn là bằng nhựa chịu lực, nên là nó đi nó sẽ không bị kêu lạch cạch. Đây là cái mới về, à, cái này mình tặng khách rồi, cái kẹp điện thoại, cái chìa khóa. Và thân xe thì các bạn thấy là vẫn là cái bài độ rất là cơ bản đấy.
chống đổ xuyên khung kèm với đèn chiếu sáng bắt lên trên. Và đôi Sina Spirit L19, cái đôi này thì rất nhiều người chuộng. Đấy, đề mi đỏ này, gạt lên là chạy nháy vàng. Nhưng hiện tại thì L19 Spirit nó đã update mới rồi. Cái hàng về quân béo ô tô đấy, nó lại rất buồn cười. Nó không có đề mi này mà nó lại chạy đuổi theo kiểu led Audi L17. Nó xịn sò thế. Tức là nó đổi mẫu, cái này của Spirit nó đổi mẫu, nó không còn đề mi này nữa nhưng mà nó lại chạy đuổi. Còn con này là bản trước đấy, bản đầu tiên mình nhớ là nó chỉ có nháy vàng thôi, nó không có cái gì cả. Thì con bản thứ hai là bản màu đỏ, đề mi đỏ xanh trắng và gạt xi nhan ra để nháy màu vàng. Còn bản tiếp theo nữa của nó là cái nháy vàng chạy đuổi. Đấy. Ok anh em. Và đây là đôi xi nhan Spirit L19 lắp cả cả đít sau, cả đít trước đít sau. Đấy. Các bạn nhìn thấy đuôi sau quyến rũ không? Đấy. Xi nhan vẫn để đây để nhìn rõ nhưng mà vẫn gạt là cả cái đèn hậu tiếp hợp xi nhan lên cho nó đẹp. Nhìn từ đằng sau cực kỳ là quyến rũ luôn. Đấy, camera đi lùi ra tí cho nhìn cái đít sau. Khi mình để bình thường nhá. Và đây là khi mình gạt xi nhan nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, bên này nó vẫn sáng đỏ, bên này nháy xi nhan. Và khi mình gạt haza lên này. Xôi. Đấy, chạy đuổi luôn. Đấy, chạy đuổi luôn. Đấy. Và đây, mình lại cho các bạn một lần nữa. Đấy, gạt một bên này, nằm im này, gạt hai bên này. Thì các bạn thấy là cái lốp này, chủ xe đã lên quả lốp Michelin Philos Chip. Sorry anh em, Michelin Road 5. Đấy, cặp lốp Michelin Road 5 đi với cái vành zin. Vành thì bạn ấy không lên. Đây là lốp 160 và đi với vành zin nha anh em nhé. Cái vành zin này thì mình dán cái này là cái tem phản quang, tem phản quang dán phun vành, nó gọi là dán phun vành. Đấy, ở đây đều có chữ Đức Vương. Và đây là cái này là thiếu à. Mình sẽ dán thêm cái chữ Đức Vương bằng chrome nữa, mình sẽ cắt chữ Đức Vương chrome đây nữa. Và đây là các bạn nhìn thấy là bô thì bạn ấy đang lên cây Fibo Atamovic full carbon. Chất liệu con này là full carbon luôn anh em nhé. Đấy, con này full carbon từ đầu đến cuối luôn. Cổ bô inox 304 kèm bầu lưới tổ ong. Đấy, lên rất là đẹp. Ngoài cây bô ra thì như các bạn thấy là ngoài cây bô Akamovic R1 full carbon ra thì đây chủ xe đã sử dụng cái cổ inox 304 đấy. Cổ inox 304 kèm với bầu lưới tổ ong này, mối hàn robot này, anh em nhìn thấy mối hàn nó rất là đều. Thì cái này là nó là mối hàn của robot, bầu đây là bầu lưới tổ ong. Và hai cái đoạn này nó vẫn như cũ thôi, nó là đoạn slip on để mình tháo từ cái đầu này ra, tháo đầu này ra mình lắp vào đây, sau đấy là mình lắp cái này vào. Với lắp bô thì nó rất là đơn giản, khi lắp vào thì chúng ta siết lại với nhau bằng cái các lò xo này giữ chặt. Đây và đây là cũng siết bằng cái lò xo à. Đấy, siết để giữ chặt. Đấy, thì cái này nó lắp để làm gì, để tiện cho cái việc tháo lắp hơn. Đấy thì là đoạn slip on. Đấy, ở trên thế giới người ta vẫn đang dùng những cái đoạn slip on này lắp để nó tiện hơn. Và bây giờ mình sẽ đi với bạn review cái bộ số gầy sắp bao giờ nhá. Thì chủ xe lại chọn tông màu không phải là màu đỏ hay màu vàng lên xe hay màu đen, mà lại chọn bộ số gầy sắc power màu bạc theo đúng màu zin như nguyên bản. Vì là xe bạn ấy vẫn còn có một tí màu bạc. Và đây là cái bộ số gầy sắc power màu bạc, số gầy độ luôn, nhẹ, gầy rất nhẹ. Đặc trưng là mình cực kỳ là hài lòng với cái chất lượng của sắc power này. Bởi vì là số gầy gầy lên rất là nhẹ, tầm phanh ấn lên nó cũng ngon lành, chứ nó không bị không ăn phanh. Đấy, thì con bộ sắc power này là bộ mình đánh giá là nó cực kỳ là đẹp và liền lạc. Thì đây là cái bộ mà mình lắp cho rất là nhiều xe rồi và mình đánh giá là cái chất lượng nó rất là ok. Đấy, và cái điểm mà khi mà vào cái con ốc này, anh em để ý là khi vào thì nhớ chét keo cho mình, vì chạy lâu một thời gian nó sẽ bị rung, nó bị rung thì nó sẽ bị tuột con ốc ra. Đấy, thì cái này mình sẽ mất công mình siết lại, nhưng mà khi vào thì mình sẽ chét keo vào luôn là ok nhất. Đấy, và tổng thể một chiếc xe này lên xe thì theo đúng cái kiểu dáng là kiểu R6. Đây là mới là bản độ lần thứ hai, và sắp tới thì chủ xe có chia sẻ là bạn ấy sẽ lên nốt cái vành 5 inch cộng với là lên cái lốc ngồi và lên cái mỏng cầy R6 nữa là bạn ấy hoàn thành finish cái bản độ này. Ok anh em, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và mong anh em thông cảm với cái trời nó rất là tối, nên là cái video này nó sẽ hơi bị tối màu hơn một tí, nên là anh em chịu khó xem. Cảm ơn anh em đã theo dõi một sản phẩm độ con béo mô tô.